Mách nhỏ chị em cách để chồng lo giữ vợ. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Giữ chồng là điều hiển nhiên các chị em phụ nữ phải làm. Tuy nhiên, có khi nào bạn suy nghĩ tại sao không phải chồng giữ mình, mà bản thân cứ phải gồng mình lên để giữ chồng? Trong thời đại hiện nay, phụ nữ thông minh phải biết cách để chồng lo giữ vợ. Đừng lúc nào cũng khư khư theo chồng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều này sẽ thấy chồng bạn cảm thấy bị bó buộc và sinh ra sự chán ghét. 1. Yêu bản thân nhiều hơn. Để chồng lo giữ vợ, trước hết bạn cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn. Có thể trong cuộc sống hôn nhân, hai bạn đã quá quen thuộc tất cả mọi thứ về nhau đến mức nhàm chán. Điều này khiến các ông chồng chán cơm thèm phở, đi tìm những cảm giác mới lạ. Điều dễ nhất để chồng lo giữ vợ chính là bạn cần phải tự yêu bản thân mình hơn. Phụ nữ hiện đại và thông minh sẽ không bao giờ bỏ bê việc chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Đây là cách để chồng lo giữ vợ đơn giản nhất. Lý do đơn giản là đàn ông yêu bằng mắt. Cô vợ biết chăm sóc bản thân sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chồng của mình. Vẻ ngoài chỉnh chu sẽ luôn khiến cho người bạn đời tự hào đi bên cạnh mình. Đôi khi còn khiến cho anh ấy cảm thấy lo lắng đến ánh mắt của những người đàn ông khác. Bên cạnh việc chăm chút vẻ bề ngoài, hãy chú ý nuôi dưỡng tâm hồn mình, tự làm cho cuộc sống của mình bằng việc đọc nhiều và trải nghiệm nhiều. Đừng để cái mác hôn nhân, bỉm sữa hạn chế bạn. 2. Khiến chồng phải ghen tuông. Cảm giác ghen tuông là gia vị không thể thiếu trong hôn nhân, là cách giữ lửa vợ chồng. Thay vì bạn luôn đi ghen với những mối quan hệ bên ngoài của anh ấy, hãy làm điều ngược lại khiến chồng giữ vợ. Đừng lúc nào cũng đưa bản thân vào trạng thái phiền phức, lúc nào cũng chạy sau anh ấy. Đôi khi, bạn cần phải tỏ ra chút bí ẩn, hẹn hò với ai đó. Điều này sẽ như hồi chuông cảnh báo khiến chồng bạn lo lắng và vội vàng giữ vợ. Hôn nhân nếu muốn bền lâu chắc chắn không thể thiếu đi những cảm xúc này. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải giữ chừng mực. Đừng khiến cho mọi chuyện đi quá xa vượt ngoài tầm kiểm soát. 3. Sự tự tin và độc lập. Đàn ông ngoại tình vì nghĩ vợ sẽ luôn tha thứ cho mình trong bất cứ trường hợp nào. Lý do đơn giản, họ cho rằng vợ đang bị phụ thuộc vào kinh tế do mình làm ra. Chính vì vậy, phụ nữ luôn cần phải độc lập và tự tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng tự biến mình thành cây tầm gửi phụ thuộc vào người đàn ông. Đây là cách để chồng lo giữ vợ. Phụ nữ độc lập sẽ biết chính xác giá trị của bản thân. Họ luôn có sự nghiệp riêng và có thể tự nuôi sống chính bản thân mình. Một điều chắc chắn rằng phụ nữ độc lập sẽ càng khiến đàn ông yêu hơn. Từ đó, họ có thể biết rõ được đâu sẽ là người đàn ông xứng đáng với mình. Họ tin rằng cho dù đàn ông có ngoại tình thì họ vẫn sẽ dứt khoát từ bỏ. Chính những người phụ nữ như vậy sẽ khiến đàn ông sợ mất, đồng thời cũng khiến các anh phải tìm mọi cách giữ vợ. 4. Biết cách chia sẻ, chăm lo gia đình. Người phụ nữ độc lập công việc nhưng vẫn biết cách chia sẻ và chăm lo gia đình sẽ khiến cho người chồng yên tâm hơn khi làm việc, đồng thời cũng khiến cho chồng phải nể phục và trân trọng hơn rất nhiều. Biết cách chia sẻ không phải là chia sẻ về mặt kinh tế mà là chia sẻ về tinh thần, quan đến cảm xúc của anh ấy, sẵn sàng nghe chồng tâm sự về công việc, những khó khăn gặp phải. Điều này giúp cho tình cảm vợ chồng càng thêm phần gắn bó bền chặt. Ngược lại, người phụ nữ quá yêu bản thân, quá độc lập và tự chủ, bỏ bê gia đình sẽ khiến đàn ông chán nản. Họ mong muốn lấy một người vợ để vun vén, chia sẻ chứ không mong muốn lấy một người quá mạnh mẽ, có thể vượt mặt họ trong công việc. Suy cho cùng, phụ nữ cũng cần biết nhu, biết cương đúng lúc, đừng tự biến mình thành nữ cường nhân. Ngoài ra, đời sống vợ chồng tình dục là điều rất quan trọng. Đàn ông ngoại tình luôn muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ để có thể đáp ứng nhu cầu sinh lý. Vì vậy, cách để chồng lo giữ vợ đó chính là bạn phải biết chia sẻ chuyện chăn gối. Đàn ông luôn thích phụ nữ chủ động trong chuyện yêu. Điều này sẽ giúp bạn giữ lửa hôn nhân và khiến cho chồng cảm thấy mê mẩn không thể rời xa. Thêm nữa, một chút chổi hờn trong hôn nhân cũng là gia vị trong cuộc sống khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Nhờ đó, mối quan hệ của hai bạn cũng trở nên khăng khít hơn. Trong mắt đàn ông, phụ nữ hấp dẫn chính là người tự mình rực rỡ, độc lập. Phụ nữ có gia đình càng phải xinh đẹp, tự tin và độc lập làm chủ cuộc sống của mình.
Đương nhiên, bạn cũng cần phải mang đến cho anh ấy cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng của người phụ nữ. Nếu chị em loay hoay tìm mọi cách mà không hiệu quả thì hãy liên hệ ngay thầy Bá Vi để có được bí quyết tốt nhất nhé. 5. Dùng bùa yêu từ thầy Bá Vi. Cách để chồng lo giữ vợ tốt nhất là bùa từ thầy Bá Vi, đã kiểm chứng nhiều năm nay khi giúp đỡ chị em phụ nữ giữ chồng. Bùa yêu thầy Bá Vi sẽ khiến chàng yêu thương và quan tâm chị em, từ đó không sợ mất chồng nữa. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Để liên hệ với thầy Bá Vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy Bá Vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.